Hôm nay là ngày 2 tháng 7 năm 2023. Thanh Hoàng xin chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức truyền thông của chúng tôi ngày hôm nay. Ngày mới kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn thân mến, vụ nổ súng ở Đắk Lắk công an truy nã đặc biệt 5 nghi can và những con cá sảy sẽ là những con cá lớn Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã đặc biệt 5 nghi can trong vụ tấn công trụ sở Ủy ban nhân dân hai xã Ea và Ea Tiêu ở huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk hôm 11 tháng 6 vừa qua hiện đang bỏ trốn. 5 người bị truy nã gồm có Y Khinh Liêng, 31 tuổi, trú ở xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. Y Dụ Nia, 55 tuổi, trú tại Buôn Cang, xã Ea huyện Krông Bách, tỉnh Đắk Lắk nay Tam 49 tuổi, nay Dương 55 tuổi, nay Yên 53 tuổi, cùng chú ở xã Trư Pân, huyện Cồng Búc, tỉnh Đắk Lắk. Cả năm nghị can theo công an và được truyền thông loan ngày 11 tháng 7 bị truy nã về hành vi với tội danh đã bị khởi tố khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, quyết định tại điều 113 Bộ luật tố tụng hình sự. Nội dung quyết định truy nã thể hiện bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm soát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Tính đến 23 tháng 6, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắc cho truyền thông hay có tổng cộng 84 người bị khởi tố trong vụ nổ súng vào hai trụ sở ủy ban nhân dân xã này, trong đó thì có 75 người bị khởi tố về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Đại diện bộ công an cũng cho biết đã thu giữ 23 khẩu súng các loại, súng quân dụng súng hơi, súng tự chế, hai lựu đạn 1.199 viên đạn các loại, 15 kíp nổ, 1,2 kg vật liệu nổ, một nòng giảm thanh, hai ống ngắm, một bộ mô hình mìn tập, 30 con dao và 10 cờ phu và nhiều phương tiện, thiết bị gây án của các đối tượng. Trong thông báo ngày 23 tháng 6 vừa qua, Bộ Công an Việt Nam tiếp tục khẳng định vụ tấn công có liên quan đến cá nhân và tổ chức ở nước ngoài. Trước đó, vào sáng sớm ngày 11 tháng 6, có hai nhóm đối tượng gồm khoảng 40 người có trang bị súng đạn giao tấn công vào trụ sở hai xã, đó là Ea Tiêu và Ea Kuturu, huyện Trư Quỳnh, tỉnh Đắk Lắc. Vụ tấn công đã khiến cho 9 người thiệt mạng, bao gồm có 4 công an, 2 cán bộ xã và 3 người dân. Ngoài ra thì còn có 3 người dân bị bắt làm con tin, một người trong số này tự giải thoát và hai người còn lại được giải thoát sau đó. Bộ Công an cho báo chí biết, trước khi tấn công trụ sở xã thì nhóm người này đã từng đột nhập lữ đoàn đặc công 198 đóng tại xã Hòa Đông, huyện Crong Pách, tỉnh Đắk Lắk để cướp vũ khí. Nhưng thấy có người mở cửa bật điện sáng nên nhóm này sợ bại lộ, liền rút lui. Bộ Công an khẳng định sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để truy bắt hết số nghi phạm đang lần trốn và thu giữ toàn bộ vũ khí vật liệu nổ. Tại hội nghị báo cáo viên Trung ương vào tháng 6 năm 2023 diễn ra vào sáng ngày 16 tháng 6, Bộ Công an cho biết những người liên quan đến vụ nổ súng đều cư trú tại địa bàn tỉnh Đắk Lắc và là những người trẻ có lối sống ảo tưởng cực đoan bị các đối tượng cầm đầu dưới dục kích động qua không gian mạng xã hội. Những người này khai nhận mục đích tấn công trụ sở ủy ban nhân dân xã nhằm nhâm xâm nhập phòng làm việc của dân quân xã đội và công an xã để cướp vũ khí nhằm gây tiếng vang, ảo tưởng được ra nước ngoài. Thông tin từ Bộ Công an không cho biết ai hay tổ chức nào xúi dục kích động những người này. Một số thông tin được đăng tải trên báo nhà nước và truyền thông nhà nước Việt Nam cho thấy rằng những người bị bắt là những người thượng ở Tây Nguyên và những tổ chức người thượng được chúng tôi hỏi về liên quan đến vụ tấn công đều khẳng định họ không có liên quan gì đến vụ tấn công và thậm chí lên án bạo lực. Đến giờ phút này thì Thanh Hoàng có được một tin mà người ở Thái Lan thông báo là một trong năm người bị lệnh truy nã thì hiện đang ở Đắk Lắk đã trốn sang Thái Lan và tin này thì vẫn chưa được xác thực bởi vì đó chỉ là tin đồn và chưa có cái gì là bằng chứng để cho thấy rằng một trong năm người bị truy nã này đang chạy trốn sang thái lan để xin tị nạn chính trị và có một điều cũng rất là quan trọng là một trong năm nghi can này thì không biết có biết rằng luật của Liên hợp quốc cũng như là các nước nhận người tị nạn thì họ không chấp nhận những người trong các xe khủng bố nếu như mà quý vị chứng minh được quý vị không liên quan gì đến cùng khủng bố thì họ vẫn nhận nhưng mà nếu như mà quý vị mà bị ghép vào tội khủng bố thì chắc chắn nếu như quý vị có được quy chế tị nạn của Liên hợp quốc thì cũng không có một nước nào nhận quý vị cả bởi vì quý vị là khủng bố khủng bố đặc biệt là nước Mỹ sẽ không bao giờ nhận những người khủng bố uh, vào đất nước của họ trở thành công dân của họ còn theo Trường Sơn thì con cá sẩy sẽ là con cá lớn năm trong số 85 người tấn công hai trụ sở Ủy ban dân xã ở Đắk Lắk hiện đang bị truy nã 75 trong tổng số 84 người tấn công hai trụ sở ủy ban dân xã ở Đắk Lắk bị bắt tạm giam về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân theo điều 113 bộ luật hình sự và 5 người trong số đó hiện đang bị truy nã. Trong bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017 có quy định về 3 tội phạm liên quan đến khủng bố gồm có tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, điều 113 tội khủng bố, điều 299 và tội tài trợ khủng bố, điều 300. Theo Điều 113 Bộ Luật Hình sự 2015 về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân được hiểu như sau. Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà xâm phạm tính mạng của cán bộ công chức hoặc là người khác hoặc phá hủy tài sản của cơ quan tổ chức cá nhân thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù trung thân hoặc là tử hình. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm, thành lập tham gia tổ chức khủng bố, tổ chức tài trợ khủng bố, cưỡng ép lôi kéo và tuyển mộ đào tạo, huấn luyện phần tử khủng bố, chế tạo cung cấp vũ khí cho phần tử khủng bố và xâm phạm tự do thân thể, sức khỏe của cán bộ công chức hoặc người khác, chiếm giữ làm hư hại tài sản của cơ quan tổ chức cá nhân, tấn công xâm hại cản trở và gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử của cơ quan tổ chức cá nhân khủng bố cá nhân, tổ chức nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế nhằm gây khó khăn cho quan hệ quốc tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì cũng bị xử phạt theo Điều 113 Bộ Luật Hình sự 2015. Người chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt tù từ 1 năm cho đến 5 năm, năm. Có ý kiến cho rằng các hành vi của biến loạn ở hai xã ở huyện Trư Quỳnh, tỉnh Đắk Lắc của đêm dạng sáng ngày 11 tháng 6 vừa qua đã thỏa mãn điều kiện của tội bạo loạn Tuy nhiên thì nhà chức trách lại cho rằng là khủng bố và rất có thể vì muốn trói buộc tổ chức nào đó từ nước ngoài mà lâu nay Cộng sản Việt Nam coi là cái gai cần phải nhổ bỏ. Theo pháp luật hình sự hiện hành thì tại điều 112 tôi bạo loạn ghi toàn văn như sau. Người nào hoạt động vũ trang hoặc dùng bạo lực có tổ chức hoặc cướp phá tài sản của cơ quan tổ chức cá nhân nhằm chống chính quyền nhân dân thì bị phạt như sau. Thứ nhất là người tổ chức, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 12 đến 20 năm tù hoặc là trung thân hoặc là tử hình. Thứ hai là người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ 5 năm cho đến 15 năm. Thứ ba là người chuẩn bị phạm tội này bị phạt tù từ 1 năm cho đến 5 năm. Luật sư TRTH phân tích về khánh thể của tội phạm thì theo quy định của luật hình sự 112, bạo loạn là hoạt động vũ trang hoặc là dùng bạo lực để tổ chức hoặc là cướp phá tài sản của cơ quan tổ chức cá nhân hoặc nhằm chống chính quyền nhân dân. Sự ổn định vững mạnh của chính quyền nhân dân là điều mà pháp luật hình sự cần bảo vệ, do đó khách thể của tội bạo loạn là sự vững mạnh an toàn của hệ thống chính quyền nhân dân. Mặt khách quan của tội phạm là điều luật 112 miêu tả ba hành vi cấu thành tội bạo loạn gồm có hoạt động vũ trang dùng bạo lực có tổ chức và cướp phá tài sản của cơ quan tổ chức cá nhân cả ba hành vi này đều hướng tới mục đích chống chính quyền nhân dân trong đó hoạt động vũ trang chống chính quyền nhân dân là hoạt động có trang bị vũ khí có thể là vũ khí thô sơ hoặc vũ khí quân dụng có tổ chức công khai chống lại chính quyền chống đối lực lượng vũ trang nhân dân phá hoại an ninh chính trị dùng bạo lực có tổ chức là hoạt động sử dụng sức mạnh, tuy không có vũ khí nhưng có sự liên kết phối hợp và tuân theo chỉ đạo của tổ chức, chỉ huy để chống chính quyền nhân dân như bao vây, đánh chiếm hoặc đánh đập phá trụ sở của chính quyền. Cướp phá tài sản của cơ quan tổ chức cá nhân được hiểu là hành vi công khai chiếm đoạt tài sản của cơ quan tổ chức, cá nhân khác nhằm chống lại chính quyền nhân dân. Ví dụ như cướp vũ khí của lực lượng vũ trang nhân dân hoặc dân quân tự vệ cướp nhà cướp đất của nhân dân để làm nơi ở nơi ẩn náu của những người thực hiện hành vi bạo loạn. Để tiến hành bạo loạn chống chính quyền nhân dân, người phạm tội phải tập hợp lôi kéo nhiều người tham gia và có thể vũ trang ngay từ đầu hoặc dùng bạo lực có tổ chức cướp vũ khí của lực lượng vũ trang, tiến hành hoạt động vũ trang công khai chống chính quyền nhân dân. Tội bạo loạn có cấu thành hình thức là tội phạm được coi là hoàn thành kể từ khi người phạm tội thực hiện một trong các hành vi thuộc mặt khách quan của cấu thành tội phạm. Hậu quả không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm. Trong vụ án trên, cuối giờ sáng ngày 1 tháng 7, các tòa soạn báo chí nhận được 5 quyết định truy nã có đóng dấu mộc đỏ từ Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắc về truy nã đặc biệt đối với 5 đối tượng và trong năm đối tượng này thì có một người là Đê, một người là người Mônông và ba người còn lại là người dân tộc Xarai. Và những người này thì phần lớn cũng đã rất là nhiều tuổi rồi, cũng bốn mấy trên 50 hết và rất có thể rằng những con cá sẩy sẽ là những con cá lớn mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam sẽ đổ lỗi cho năm người này nếu như không bắt được năm người này thì năm người này sẽ là năm người cầm đầu của các nhóm khủng bố nêu trên bởi vì không thể nào đổ tội cho người nào ở mỹ nếu như không có danh tính để mà đổ tội cho họ là cầm đầu của khủng bố thì năm người này sẽ là năm con dê tế thần của nhà cầm quyền cộng sản việt nam để đổ tội khủng bố cho họ là những kẻ cầm đầu và những người này mới là thực sự là những người biết được danh tính của những người ở Mỹ như thế nào và đó là cách trốn trách nhiệm giỏi nhất của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam và đổ tội cho khủng bố lưu vong Funro. Thu hồi đất và sự phản kháng ở Đắk Lắk trở thành còn run xéo lắm cũng quan Và nếu như thực tâm vì quốc gia dân tộc thì Đảng và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải sửa sai ngay từ căn bản đó là xóa bỏ chế độ công hữu đất đai, xóa bỏ đặc quyền man dợ, thu hồi đất, dù là nhân danh lợi ích quốc gia, cộng đồng, phải trả đất, trả rừng cho đồng bào dân tộc Tây Nguyên, tôn trọng quyền sống và tập tục văn hóa bản địa, chứ không phải là những bản án vì cho là khủng bố. Cho dù có tử hình hết những người này đi chăng nữa thì vấn đề ngọn lửa của Cao Nguyên sẽ mãi cháy. Càng tử hình nhiều thì cháy càng mạnh. Đó là điều mà Cộng sản Việt Nam cần phải tính toán thật kỹ trong bài toán để mà yên lòng dân ở Tây Nguyên. Hai xã Ea Tiêu và ecotorun liên quan trực tiếp tới hai dự án xây dựng lớn trong thời gian vừa qua. Dự án đường Mòn Hồ Chí Minh, đoạn đường tránh phía đông Buồn Một Thuật với chiều dài khoảng hơn 39 km có tổng kinh phí hơn 1.500 tỷ đồng và dự án này đi qua các thử đất nông nghiệp do một số công ty cà phê đang quản lý và các công ty cà phê này đang khoán đất cho hộ nông dân canh tác. Dự án khu đô thị mới Trung Hòa đã được quy hoạch nằm gọn trong hai xã này để xây dựng khu đô thị mới và chính quyền dự kiến sẽ thu hồi đất nông nghiệp từ các công ty cà phê dọc quốc lộ 27. Từ khi có quy hoạch khu đô thị này, tình trạng sốt đất gia tăng, nhiều hộ dân đang canh tác trên các phần đất nông nghiệp này đã sang tay một số thửa đất cho những người đầu tư đầu cơ. Hiện có đến 500 trường hợp được cho là lấn chiếm, mua bán sử dụng đất xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp do các công ty cà phê quản lý, trong đó thì có nhiều hộ nằm gọn trong khu vực quy hoạch khu đô thị mới. Liên quan tới hai dự án nói trên thì trong thời gian gần đây, hoạt động giải phóng mặt bằng và cưỡng chế thu hồi đất diễn ra liên tục. Đất đai ở Tây Nguyên hàng ngàn năm nay là của người thượng. Từ sau năm 1975 thì những chủ trương xây dựng nông trường, khu kinh tế mới di dân từ các tỉnh phía Bắc vào Tây Nguyên, thực chất là cướp đất của người dân tộc và những chính sách mang tên đẹp đẽ định canh định cư cho đồng bào dân tộc thực chất là cướp đi đại ngàn buôn làng lâu đời của họ rồi xả xẻo cho mỗi hộ vài xào đất khoán họ bị vô sản hóa phải là công nhân và những người đó họ đi làm thuê làm mướn cho các nông trường công ty cao su giờ này thì lại quy hoạch và đẩy họ khỏi phận mảnh đất cuối cùng tức là đưa vào họ nơi chết thuật ngữ chính sách đền bù giải tỏa của nhà nước cộng sản việt nam thì qua thủ thiêm văn giang và những khu đô thị mọc lên từ máu và nước mắt của nhân dân vì mất đất thì đủ biết nó tàn tệ đến mức độ như thế nào Riêng ở tỉnh Đắk Lắc, tham nhũng o ép người dân còn khủng khiếp hơn rất là nhiều. Báo chí nhà nước từng đăng những thông tin như ông Đinh Xuân Tử tố cáo nhiều sai phạm nghiêm trọng của Ủy ban dân huyện Ea Súp liên quan đến việc đền bù giải phóng mặt bằng của gia đình ông và hơn 70 hộ dân trên địa bàn xã. Năm 2001, tỉnh Đắk Lắc quyết định thu hồi 25 hecta đất thực hiện dự án là Ủy ban dân huyện Ea Súp đã tự ý thu thêm 7 hecta nằm xung quanh và nâng tổng diện tích thu hồi lên 32 hecta, phần trên 300 lô đất để bán nền. Việc đền bù cho 75 hộ dân cũng có dấu hiệu tham nhũng. Theo quyết định đền bù thì ông Tửu được bồi thường với giá rẻ mạt 7.405 m2 nhân với 180 đồng trên mỗi mét. Và như vậy thì trên thực tế ông chỉ nhận được có 5.860 m2 nhân với 150 đồng trên mỗi mét vuông và số tiền tranh lệch đền bù so với quyết định của Ủy ban dân tỉnh Đắk Lắk là 432.000 đồng và số đất còn thiếu chưa đền bù là 1.545 m2 gia đình ông bị thu hồi hơn 4 hecta nhưng lại không được bố trí tại định cư và sự việc này kéo dài từ năm 2001 cho đến nay. Cũng trong tháng 3 năm nay, bà Nguyễn Thị Tê cho biết gia đình nhận được thông báo của Trung tâm Phát triển Quỹ đất về việc được hỗ trợ 1.900 đồng tại dự án đường Hùng Vương, thành phố Bù Mô Thuật. Khi nhận được thông tin trên, gia đình bà rất bất ngờ bởi số tiền quá ít chưa đủ tiền đổ xăng để lên trung tâm nhận tiền. Bà Tê cho biết thêm rằng cùng một dãy đường, nhưng gia đình bà lại được hỗ trợ chưa tới 2.000 đồng, còn những hộ khác thì được trên dưới 10 triệu đồng. Tha họ không hỗ trợ còn hơn chứ hỗ trợ thì phải công bằng như nhau, bà Tê chia sẻ. Ông tổ của lý thuyết cộng sản đã đưa ra quy luật có áp bức thì ắt có đấu tranh. Mao Trạch Đông dạy còn hay hơn nữa đó là người nông dân đứng dậy đấu tranh chỉ mất xiềng gông chứ chẳng mất gì khác. Nhưng người nông dân Tây Nguyên thì đã bị đẩy đến mức tận cùng phải đứng dậy liều lĩnh bảo vệ đất đai. Con đường sống của mình như đoàn Văn Vương ở Cống Dọc Hải Phòng từng đấu súng với Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca hay như là Đặng Văn Hiến ở Đắk Lắc phải tử chiến với đại gia tư sản đỏ thân hữu với chính quyền cướp đất. Không có thế lực thù địch, không có khủng bố, bạo loạn nào ở đây mà chỉ có những người dân cùng đường tuyệt vọng và tìm cái sống cho gia đình bằng cái chết của chính bản thân mình. Hơn thế nữa, sự phản kháng ở Đắk Lắk còn là tiếng súng bắn vào chính sách đồng hóa, tiêu diệt văn hóa, cộng đồng người dân tộc bản địa ở Tây Nguyên. Nếu thực tâm vì quốc gia dân tộc thì đảng và nhà cầm quyền phải sửa sai từ căn bản đó là xóa bỏ chế độ công hữu đất đai, xóa bỏ đặc quyền man dợ thu hồi đất, dù là nhân danh lợi ích quốc gia, cộng đồng, phải trả đất, trả rừng cho đồng bào dân tộc Tây Nguyên, tôn trọng quyền sống và tập tục văn hóa bản địa những danh hiệu liệt sĩ, huân chương cho cán bộ công an ở Đồng Tâm, Đắk Lắc không thể che lấp tội ác mà chính bằng chứng nhà nước chống lại nhân dân. Những huân chương khen thưởng ấy không đủ để mua chuộc lòng trung thành mà chỉ nuôi dưỡng lực lượng kiêu binh phản trắc Binh biến của lực lượng Vanner ở Nga mới đây là một bài học điển hình cho Cộng sản Việt Nam. Những huân chương đàn áp nhân dân ấy không thể tạo ra sự sợ hãi, tuân phục mà chỉ trồng chất thêm lòng oán hận của người dân ở trên đất nước Việt Nam mà thôi. Không riêng gì người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên mà tất cả người dân, gần 100 triệu người dân Việt Nam ở trên mảnh đất quằn quại đau thương hình chữ S mang tên Việt Nam đều phải chấp nhận sự cai trị độc tài và cướp mọi thứ của người dân dưới chế độ Cộng sản này. xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi đến phút cuối hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm vào hình cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất sớm nhất và không bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào mà chúng tôi sắp phát hành xin thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi